Vũ Động Càn Khôn phần 7 tập 11, Thái Thanh Tiên Trì. Gương mặt của sích bào nhân bị bao phủ bởi hàn khí nhìn ba kẻ nguyên thương đang định đem bình lô chạy trốn, lão vươn tay ra rồi nắm chặt vào. Quỳnh Theo sau động tác đó, cái đỉnh lô lập tức dung chuyển dữ dội, phóng ra một làn sóng năng lượng khủng khiếp, trước vẻ mặt biến sắc của ba người bọn nguyên thương đáng tan tành ba món linh bảo của bọn chúng. Đi biến cố đó khiến nguyên thương lo lắng nhưng hắn vẫn rất quyết đoán cũng không có ý định phản kháng hắn hét lên rồi bay đi trước vào xoáy không gian bọn linh chân lôi thiền cũng vội vàng theo sau trong đôi mắt sâu hun hút của xích bào nhân loái lên hồng quang tay áo vung lên chiếc đỉnh lô bay lên rồi nhằm đúng lúc ba kẻ bọn nguyên thương sắp chui vào xoáy không gian bắn ra một cột quang trụ đỏ rực bùm năng lượng cuồng bạo bùng phát sắc mặt bọn chúng đều tái nhợt máu tươi phụt ra kinh hãi đến hồn bay phách lạc, không dám trần trừ, bọn chúng liền dựa vào lực đẩy mà chui vào xoáy không gian rồi biến mất. Xích bào nhân đuổi được ba người bọn lôi thiên, ánh mắt cú ám nhìn những kẻ còn ở lại đây, lão vung tay lên, cuồng phong cuộn trào thổi bay tất cả những người còn lại vào trong xoáy không gian. Lâm động nhìn những người bị thổi đi một cách thảm hại cũng không kềm được nhích nhích mép, rồi hắn nhìn thấy xích bào nhân nhìn về phía hắn và lăng thanh trúc. khụ, phản bối bị xích bào nhân nhìn tới, lâm động ho khan một tiếng, đang định ngoan ngoãn rời đi thì lão lên tiếng. Tiểu bối, đa tạ ngươi. Lâm động khựng người, rồi nói. Vừa hay may mắn có được một mảnh thiếu của đại trận của tiên bối, với lại nếu để thứ đó chạy thoát thì có lẽ rắc rối không nhỏ. Người biết nó sao? Gương mặt xích bào nhân hiện lên chút ngạc nhiên. Vãn bối từng gặp một đám như vậy, lại tự xưng là vương. Lâm Động nói, cái mà hắn nhắc đến đương nhiên là thứ bị trấn áp dưới đại hoàng Vu Bi. Vương. Khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt xích bào nhân kịch biến, rồi thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động, đôi mắt thâm sâu đó nhìn chằm chằm vào Lâm Động, bất chợt thò tay ra, tóm lấy cổ tay hắn. Lâm Động giật mình, nhưng lại nghĩ khoảng cách thực lực giữa hai bên thì cố gắng chấn tĩnh, sự chênh lệch đó thì có thủ đoạn gì mới lấp đầy nổi cơ chứ. Xích bào nhân tóm lấy cổ tay Lâm Động, ánh mắt nhấp nháy mãi một lúc lâu sau mới dần dần thả lòng tay, lão nhìn lâm động, cặp môi động đậy, rồi một giọng nói chỉ lâm động nghe thấy vang ra. Không ngờ ngươi lại có thôn phệ tổ phù và tổ thạch. Trái tim lâm động khẽ rung lên, người này dò ra được thôn phệ tổ phù hắn cũng không thấy lạ, nhưng cái gọi là tổ thạch lẽ nào là nói thạch phủ thần bí kia. Tiền bối, tổ thạch có tác dụng gì? Do dự một chút, rồi lâm động dùng nguyên lực bao quanh giọng nói, chuyển tới tai xích bảo nhân. Xích bảo nhân trầm ngâm một chút rồi bỗng nhìn Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh. Lăng Thanh Trúc thấy thế, vẻ mặt hiện lên sự cảnh giác, sau đó không đợi xích bảo nhân lên tiếng đã lùi về sau. Ta đi quanh đây xem sao. Nhìn Lăng Thanh Trúc, sắc mặt lâm động không khỏi có chút cổ quái, vì hắn nhớ lại 5 năm trước trong cổ mộ phủ ở Vương Triều Đại Viêm. Chuyện hoang đường xảy ra giữa bọn họ cũng là do một cường giả chết đã lâu gây ra, xem ra Lăng Thanh Trúc chim sợ cảnh cong rồi. Nhìn Lăng Thanh Trúc đi xa, thân hình xích bào nhân khẽ động rồi đáp trên đỉnh núi nham thạch, lâm động cũng nhanh chóng theo sau. Nhân lúc còn chút linh trí, ta cho người biết một chút bí mật. Xích bào nhân ngồi xuống. Linh trí của tiền bồi không thể duy trì mãi sao? Lâm động nhíu mày hỏi. Nói chính xác thì ta đã chết lâu rồi, chỉ là dùng một vài thủ đoạn bảo vệ chút sinh khí, từ đó biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết này, hiện giờ thứ kia cũng đã bị trấn áp rồi có lẽ không lâu nữa linh trí của ta sẽ tiêu tan sau này nếu người quay lại đây có lẽ sẽ nhìn thấy một cỗ khôi lỗi bảo vệ ngọn núi này theo bản năng giọng nói của sích bào nhân vô cùng bình thản dường như không sợ cái chết lâm động cảm thấy đáng kính trọng những cường giả thời viễn cổ có tấm lòng như vậy thật đáng khâm phục Ha ha, khi gặp phải nguy nan thật sự sẽ có người gạt bỏ hết mọi khúc mắc mà ra tay cứu vãn. Trận chiến đó khiến cả thế giới gần như bị hủy hoại, cuối cùng vẫn là phù tổ đại nhân luân hồi phá thế, cứu được thiên địa này. Xích bảo nhân nở một nụ cười khó coi. Phù tổ đại nhân. Lâm động khựng người, đó là ai lại khiến vị xích bảo nhân này tôn sùng như vậy? Ngài ấy đã cứu cả thế giới này, nếu không phải cuối cùng Ngài đốt cháy luân hồi, lấy tính mạng phong tỏa khe nứt vị diện thì có lẽ cuộc chiến đó sẽ kéo dài vô số năm. Xích bào nhân cười nhạt, nói. Và tổ thạch ngươi có chính là vật mà phù tổ đại nhân để lại. Ồ! Lâm động động dung, tuy hắn đoán được thạch phù thần bí có lai lịch bất phàm, nhưng hắn không ngờ lại là di vật của phù tổ, người dẫn đầu trong đại chiến viễn cổ thời điểm tổ thạch ở trong trận đại chiến ấy sau khi phong ấn xong tam vương cũng đã bị trọng thương giờ có lẽ đang ở trạng thái ngủ say còn liệu có gọi được hắn dậy hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi xích bảo nhân từ tốn nói lâm động gật gù trận đại chiến năm đó nói cho cùng thì không thể coi là chiến thắng chỉ có thể nói là đã trả một cái giá quá đắt để giữ được phiến thiên địa này bọn dị ma đó sẽ không nản lòng đâu có lẽ sau này sẽ lại có đại chiến nổ ra, nhưng đến lúc đó phải dựa vào sức mạnh của các ngươi rồi. Giọng nói của Sích bào Nhân Khàn đặc lại. Lâm Động trầm mặc, việc này dường như còn hơi sớm. Đã có duyên gặp mặt, nếu ngươi đã có tổ thạch, có lẽ là do phù tổ đại nhân đã lựa chọn ngươi. Không lâu nữa ta sẽ mất đi linh trí, ta có một vài thứ có thể cho ngươi. Sích Bảo Nhân vung tay, chiếc đỉnh lưu lớn trăm trượng nhanh chóng biến nhỏ lại nằm trên lòng bàn tay lão đây là là phần thiên đỉnh, là linh bảo thuần nguyên bản mệnh của ta, nhưng có lẽ sau này ta không dùng được nữa rồi, tùy với thực lực hiện giờ. Người chưa thể phát huy hết sức mạnh của nó nhưng cũng coi như một món vũ khí lợi hại. Nhìn cái đỉnh lô đỏ rực trước mặt, lâm động khựng người một chút rồi gật đầu, vươn tay nhận lấy. Xích bảo nhân nghĩ một chút rồi giơ bàn tay ra, sinh khí tụ lại trong lòng bàn tay cuối cùng biến thành một viên đan hoàn màu trắng to cỡ lòng nhãn, lan tỏa một luồng sinh khí kinh người. Ngươi luyện hóa nó có lẽ thực lực sẽ tăng không ít, nhưng hiện giờ ngươi chưa thể luyện hóa nó hoàn toàn được, phần lớn dược lực sẽ lưu lại trong cơ thể ngươi, chắc sẽ trợ giúp được ngươi không ít. Lâm động giữ người nhìn xích bào nhân, sau khi sinh khí bị ép ra, gương mặt khô quắt của lão cũng trở nên tái nhật nhiều. Tiến bối Lâm động mím môi, hiển nhiên thật khó nhận phần trọng lệ thế này. Ta tin vào sự lựa chọn của tổ thạch. Xích bào nhân cười nói, Lâm động trầm mặc một chút cuối cùng khẽ gật đầu, cung kính nhận lấy đan hoàn trong tay xích bào nhân, vừa chạm vào Lâm động đã cảm thấy nguyên lực trong người cuộn trào. Không biết quý danh của tiền bối là gì? Lâm động cung kính hỏi. Ta là Phần Thiên, người ta hay gọi Phần Thiên lão quỷ. Xích bào nhân cười. Trọng ân của Phần Thiên tiền bối, vạn bồi khắc cốt ghi tâm. Lâm động trầm giọng nói. Hà hà, cũng không cần ngươi ghi nhớ, lão phu chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Xích bào nhân nói. Tiền bôi cứ nói. Người hãy chăm sóc thật tốt cho người bằng hữu kia. Lâm Động cũng hiểu người mà xích bào nhân nói chính là ứng hoan hoan. Tiền bối biết nàng ấy trước đây ư. Lâm Động lưỡng lự. Ta từng được nhận ơn chỉ điểm của đại nhân. Xích bào nhân cười, nói. Xem ra đại nhân đã luân hồi thành công, thật không hổ là đệ tử được phù tổ đại nhân xem trọng nhất. Trái tim Lâm Động run lên, rồi ôm quyền trịnh trọng nói. Tiền bối an tâm, phản bối sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt. Vậy thì ta cảm ơn người trước. Xích bào nhân mỉm cười, thần sắc nhợt nhạt, hai mắt dần nhắm lại. Tiền bối, có cách nào có thể cứu người không? Lâm động vội nói nhanh. Ánh mắt xích bào nhân hiền hòa, dường như hơi mỉm cười, rồi hai mắt nhắm lại hoàn toàn, một giọng nói chuyển tới tay lâm động. Khi nào nguy ngộ được luân hồi thì quay lại đây. Lâm động nhìn xích bào nhân đang ngồi nhắm mắt, thân thể tựa bức tượng, ánh mắt tràn đầy phức tạp, hắn có thể cảm thấy dường như sự sống trong cơ thể xích bào nhân đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ lão hoàn toàn đã chết, nhưng có thể không lâu sau đó lão lại mở mắt, nhưng đến lúc đó lão sẽ trở thành một cỗ khôi lỗi trong lòng mang chấp nhiệm thủ hộ nơi này. Trọng ân của tiền bối, Lâm Động sẽ khắc cốt ghi tâm. Lâm Động cung kính hành lễ với xích bào nhân, cho dù xích bào nhân không ban tặng nhiều lễ vật, thì chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ khiến Lâm Động khâm phục. Có lẽ chỉ có những tiền bối đã trải qua đại kiếp thời viễn cổ mới có được tinh thần xả thân vì đại nghĩa thế này. Lâm Động nhìn viên đan hoàn tựa long nhãn trong tay, rồi ngồi xuống khoanh chân lại, hiện giờ trong cổ tàng cũng an toàn, tính ra là nơi tốt nhất để luyện hóa đan hoàn này. Luyện hóa nó ở đây vậy. Lâm Động suy nghĩ một chút rồi không do dự nữa, cho đan hoàn vào miệng. Huỳnh. Đan hoàn vừa vào miệng, sắc mặt lâm động lập tức đỏ ửng lên, hắn cảm nhận được một nguồn nguyên lực vô cùng dồi dào bùng nổ trong cơ thể. Phụt phụt. Thành quang nhanh chóng tràn ra từ trong cơ thể lâm động, toàn thân hắn nhất thời nhanh chóng tiến hành long hóa, chống lại xung kích của nguồn nguyên lực kia. Trên kinh mạch, cân cốt trong cơ thể hắn lúc này cũng xuất hiện những lớp vảy xanh không ngừng cường hóa nội bộ cơ thể hắn, nhưng cho dù như vậy, lâm động vẫn cảm nhận được từng cơn đau chói, thậm chí kinh mạch hắn còn phát ra tiếng kèn kẹt. Phủ Lâm Động thở hắt ra một hơi, tâm thần khẽ động, Ma Thi xuất hiện bên cạnh, rồi một đạo kim quang chui ra từ trên thân thể Ma Thi, bắn vào trong cơ thể Lâm Động. Lúc này hiển nhiên Lâm Động không dám phân tán sức mạnh của Nguyên Thần, nếu không có vấn đề gì thì hậu quả khó lường. Sau khi Nguyên Thần quay trở về bản thể, hư ảnh Nguyên Thần cỡ bàn tay cũng dần ngưng tụ, rồi tay Lâm Động, vùng lên gọi ra thôn phệ tổ phù, lực thôn phệ mạnh mẽ bùng phát. Bình huỳnh nguyên lực hùng hồn trào dâng như thủy triều, tràn đến tứ chi, một luồng khí nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể lâm động. Sau khi nguyên lực nóng bỏng vận chuyển khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng chui vào thôn vệ tổ phù ở đan điền. Ào ào. Khi nguyên lực tràn vào, hắc động mà thôn vệ tổ phù hình thành nên cũng nhanh chóng xoay tròn, nhật thời dịch thể nguyên lực vô cùng tinh thuần chảy ra từ thôn vệ tổ phù, cuối cùng chảy lên hư ảnh nguyên thần bên trên long nguyên luân. Phụt phụt dịch thể tinh nguyên lực vừa tiếp xúc vào hư ảnh thì tỏa ra những làn khói trắng sau đó nhanh chóng hòa vào nguyên thần theo đó hư ảnh nguyên thần cũng dần trở nên rõ ràng hơn đồng thời long nguyên luân cũng phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt hấp thụ dịch thể rơi xuống lúc này ở một nơi khác trong cơ thể lâm động một cuồng sáng trắng không ngừng phát ra những tia sáng ấm áp đó chính là nơi xuất phát của nguồn nguyên lực dồi dào kia nguyên lực kinh người không ngừng tràn ra tựa như không bao giờ hết vậy bên trong cuồng sáng chính là viên đan hoàn kia, mỗi khi nó xoay tròn một chút, nguyên lực cũng nhanh chóng lan tràn ra. Viên đan hoàn này được ngưng tụ từ một chút sinh khí cuối cùng trong người phần thiên, tuy lúc đó lão không còn nhiều sinh khí, nhưng chỉ một chút đó thôi. Đối với lâm động mà nói cũng có thể coi là một hải dương nguyên lực rộng lớn. Nguyên lực trong viên đan hoàn nếu phóng thích hoàn toàn thì có lẽ dù có thanh thiên hóa long quyết thì cơ thể của lâm động cũng nổ tung vì quá nhiều năng lượng rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là có lẽ là do phần thiên lão nhân đã cố ý áp chế lực lượng của nó xuống. Lực lượng của viên đan hoàn này không hề bài xích với lực lượng của lâm động, ngược lại còn vô cùng ấm áp, cũng không điên cuồng phóng ra nguyên lực tàn phá trong cơ thể hắn. Điểm này trong khi lâm động luyện hóa nó mới nhận ra, nhật thời trong lòng hắn lại càng thêm cảm kích phần thiên lão nhân. Sau này nếu hắn thật sự có thể bước vào luân hồi cảnh thì chắc chắn sẽ quay lại đây để xem có cứu được phần thiên lão nhân hay không. Phủ một tiếng thở khẽ vang lên trong đầu lâm động, sau đó hắn bắt đầu ngưng tụ toàn bộ tâm thần, truyền chú thôn phệ hấp thụ nguyên lực từ viên đan hoàn kia. Dưới lực thôn phệ hấp thụ vô tận đó, hư ảnh nguyên thần trong đan điền của hắn ngày một hiện rõ, chân thực hơn so với trước đây. Đồng thời lâm động cũng cảm nhận được thực lực của hắn đang tăng nhanh với tốc độ đáng sợ. Trong thời gian hắn ngưng thần tu luyện, năm ngày chớp mắt đã qua đi. Trên đỉnh núi, xung quanh thân thể gã thanh niên đang ngồi tĩnh tọa không ngừng tỏa ra những làn sóng năng lượng hùng hồn, khiến cho những tảng đá xung quanh cũng bị chấn động mà nổ tung. Trước mặt hắn lúc này là một nữ tử khí chất lạnh lùng, nàng ta đang lặng lẽ quan sát gã thanh niên ấy, bên dưới tấm mạng che mặt là một cảm xúc mơ hồ. Đúng là hắn đã thay đổi quá nhiều. Lăng Thanh Trúc khẽ lẩm bẩm, từ bình thường nàng vẫn lạnh lùng đối với Lâm Động nhưng lúc này không có ai nàng đã để lộ ra một chút cảm xúc chân thật của mình có lẽ không một ai lại có thể đối xử bình thản với người đã từng chiếm giữ sự thanh bạch của mình cho dù đó có là lăng thanh trúc đi nữa lăng thanh trúc khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt mình trong lòng thầm nhớ lại những chuyện trong quá khứ ánh mắt nàng nhìn chằm chằm lên gương mặt lâm động đem hình ảnh của nó dần dần trùng khớp lên gương mặt của gã thiếu niên năm năm trước yếu ớt nhưng vô cùng cố chấp kia hiện giờ hắn không còn là con sói con non nớt yếu đuối phải ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, ấp ủ trong lòng mong muốn được bước đi trên con đường cường già nữa. Hiện giờ hắn đã là một con chim ưng, dang rộng đôi cánh bay lên khắp bầu trời bao la. Cuối cùng gã thiếu niên năm đó đã đạt được đến mức này, ngày lăng thanh trúc cũng không nhịn được, nở nụ cười nhàn nhạt, nàng biết hắn đã phải cố gắng đến mức nào mới đạt được như ngày hôm nay. Hửm! Bỗng nhiên sắc mặt lăng thanh trúc hơi thay đổi, ngừng đầu lên nhìn lại, thì thấy gã thanh niên kia không biết từ bao giờ đã mở mắt ra và đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau, hiển nhiên Lăng Thanh Trúc không kịp trở tay, vì thế nàng khẽ giữ người lại một chút, chưa kịp phản ứng lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Động bỗng nhiên mỉm cười rồi đưa tay ra gỡ phăng đi tấm mạng che mặt của Lăng Thanh Trúc. Tấm mạng rơi xuống, gương mặt xinh đẹp đến kinh hồn động phách một lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Động, vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành đó khiến Lâm Động phải kinh thán. Người tấm mạng bị gỡ ra, lăng thanh trúc nhất thời sự tỉnh lại, đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ lúc này đã mất đi sự bình tĩnh, dần dâng lên một sự phẫn nộ cùng với ngại ngùng. Nàng ta vội vàng lùi về sau mấy bước. Thật đẹp. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn cô nàng nữ tử với gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng chiếu rọi, khoảnh khắc này, nàng giống hệt như là tiên nữ lạc phàm vậy. Cô nàng nữ tử dáng người thon thả, gương mặt ửng hồng, đôi mắt to màu hổ phách vốn tĩnh lặng như nước hồ thu, lúc này lại tràn đầy sự ngượng ngùng xen lẫn giận dữ. Cảnh tượng hiếm gặp này thật khiến lòng người rung động. Người! Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động đầy giận dữ, hiển nhiên không thể ngờ hắn lại to gan đến như vậy. Bị Lăng Thanh Trúc nhìn mình chăm chăm như thế, Lâm Động cũng khẽ sực tỉnh, không khỏi thấy lúng túng, vừa rồi động thủ hắn chẳng qua là một chút bốc đồng mà thôi. Nhưng lúc này sau khi đã kéo tấm mạng xuống rồi, hắn mới biết mình đã hơi chút quá đáng rồi nhưng rõ ràng là chuyện này có giải thích gì cũng vô ích, Lâm Động chỉ cười khan một tiếng. Nhưng vẻ mặt ngượng ngùng giận dữ của Lăng Thanh Trúc kéo dài không lâu, hiển nhiên sự chấn tĩnh của nàng bất phàm, cho dù trong tình huống này cũng có thể dễ dàng ổn định lại sản xúc. Nàng ta hầm hầm nhìn Lâm Động một cái, sau đó lại lấy ra một tấm mạng khác che mặt lại. Lần sau còn như vậy thì đừng hòng giữ lại cái tay. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng nói. Lâm Động cười cười, hắn biết nếu là kẻ khác thì có lẽ Lăng Thanh Trúc đã giúp kiếm chém chết ngay tức khắc rồi, hành động của nàng cũng nói cho Lâm Động hiểu, có lẽ địa vị của hắn trong lòng nàng khác với những người khác. Đương nhiên, như thế không có nghĩa là Lăng Thanh Trúc thích hắn, Lâm Động không phải kẻ ngu ngốc, hắn biết mình không có sức hấp dẫn như thế, hơn nữa cho dù thiên phú của hắn không tệ, nhưng trong mắt Lăng Thanh Trúc thì cũng chẳng có gì xuất sắc, sự khác biệt này phần lớn là vì chuyện năm đó có lẽ còn có sự thay đổi của Lâm Động mấy năm nay cũng khiến Lăng Thanh Trúc có phần ngạc nhiên. Nhìn nụ cười của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, định nói gì đó thì bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát từ cơ thể hắn. Nhật Bản Kiếp Cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc đó, Lăng Thanh Trúc khẽ khựng người, rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, xem ra năm ngày bế quan hắn thu hoạch được không ít. Cuối cùng cũng đến rồi. Khi luồng năng lượng trong cơ thể còn đang tỏa ra, Lâm Động nở nụ cười tươi giói, hắn hít mạnh một hơi thật sâu, lại nhắm mắt lại, thanh quang không ngừng lấp lánh ngoài bề mặt cơ thể Lâm Động, từ bên trong cơ thể vọng ra những tiếng nổ trầm đục. Lần nhắm mắt này kéo dài gần nửa giờ đồng hồ, sau đó hắn lại mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Xong rồi. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười. Ô! Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc, niết bàn kiếp lần thứ tám không phải dễ đối phó. Hồi đó khi nàng vượt kiếp cũng mất không ít thời gian, chứ không nhẹ nhàng như Lâm Động thế này. Cuối cùng cũng đến cảnh giới bát nguyên miết bàn rồi. Lâm Động đứng dậy, tay nắm chặt lại, cảm nhận năng lượng dồi dào trong cơ thể, ánh mắt không giấu nổi vui mừng, đan hoàn sinh khí mà phần thiên để lại cho hắn quả nhiên có tác dụng rất lớn hơn nữa dù đã hoàn thành một lần đột phá nhưng hắn có thể cảm nhận được viên đan hoàn vẫn còn ở lại trong cơ thể chỉ có điều sức mạnh rồi sau đó hắn chưa thể hấp thụ hoàn toàn hết được xem ra chuyến đi đến phần thiên cổ tàng này phần lớn lợi ích đều rơi cả vào trong tay ngươi rồi lăng thanh trúc nhìn lâm động bình thản nói lâm động nghe vậy cũng không kìm được bật cười nghĩ thấy cũng phải trước đây đều nghe đồn đãi rằng trong phần thiên cổ tàng có rất nhiều báo bối nhưng vào đây thì không chỉ chẳng thấy bảo bối đâu mà ngược lại còn có một đống rắc rối. Khó khăn lắm mới thoát khỏi phần thiên trận thì lại gặp phải một sinh vật chưa biết tên kia, một vài kẻ xui xẻo đã phải trả giá bằng tính mạng. Thế nhưng dù có phải trả giá nhiều như vậy, nhưng cuối cùng tất cả phải tay trắng tháo chạy, tính ra, thu hoạch thật sự cũng chỉ có mỗi mình lâm động mà thôi. Lần này ta tu luyện hết bao lâu rồi? Lâm động quay sang hỏi. Năm ngày. Năm ngày sau. Lâm Động khẽ gật gù, nhìn Lăng Thanh Trúc, cười nói. Sao nàng không đi trước đi? Rõ ràng năm ngày này Lăng Thanh Trúc đều ở quanh đây cùng với hắn, vốn dĩ nàng có thể rời khỏi đây từ sớm tiếp tục chỉ huy đệ tử cửu thiên thái Thanh Cung chứ không cần lãng phí thời gian ở đây. Ở đây có không ít thứ để lại từ thời viện cổ, ta muốn thăm dò một chút mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhìn sang chỗ khác, nói. Vậy à? Lâm Động cười, cũng không hỏi thêm, nói cảm ơn. Tuy hai người không nói ra rõ ràng, nhưng Lâm Động biết Lăng Thanh Trúc ở lại là có ý làm hộ pháp cho hắn, tuy ở đây sẽ không có phiền phức gì nữa, nhưng hành động này khiến cho Lâm Động hắn cảm thấy ấm áp. Lăng Thanh Trúc cũng chỉ nói, tu luyện xong rồi thì đi thôi. Lâm Động gật đầu, đứng dậy rồi nhìn sang phần thiên ngồi như tượng, cung kính hành lễ. Phần thiên tiến bối, sau này nếu vãn bối đạt được đến mức độ người nói, chắc chắn vãn bối sẽ quay lại cứu người. Dứt lời, hắn quay người bay về phía vùng xoáy không gian trên bầu trời. Lăng Thanh Trúc nhìn phần thiên lúc này đã mất hết sức sống, ánh mắt dường như suy nghĩ điều gì, rồi cũng theo sau lâm động, hai người nhanh chóng biến mất trong xoáy không gian. Sau khi hai người rời đi, vùng đất lại trở nên tĩnh lặng như cũ. Trong bồn địa đỏ rực, một vùng không gian nhu động rồi biến thành một vòng xoáy không gian, hai thân ảnh một trước một sau bay ra. Lâm động lơ lửng trên bầu trời, quét mắt quanh bồn địa, biển người trước đây đã rời đi gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người. Xem ra đã đi hết rồi. Lâm Động nhìn thế không khỏi mỉm cười. Ông, ở đây còn cách dị ma vực hơn nửa ngày đường, chắc đệ tử các tông phái đã bắt đầu tham gia rèn luyện rồi. Lăng Thanh Trúc gật đầu, nói. Nàng không vội về chủ trì đại cục à. Lâm Động nói. Ngô Quần cũng có khả năng xoáy lĩnh, tạm thời có thể ứng phó được cục diện, thực lực Tô Nhu cũng không tệ, chỉ cần không gặp rắc rối quá lớn thì chắc không sao. Lăng Thanh Trúc cười nói. Còn ngươi, Đạo Tông và Nguyên Môn ân oán rất sâu nặng, không sợ khi không có ngươi, bọn Nguyên Thương sẽ ra tay với Đạo Tông sao. Chắc Thanh Đàn và Thần Khôi cũng theo tiếu tiếu sư tỷ bọn họ, có Thần Khôi thì Nguyên Thương sẽ dè chừng một chút, chưa đến lúc cuối cùng, có lẽ hắn sẽ không tùy tiện ra tay dù sao thì ở sâu trong dị ma vực cũng không thể coi là thái bình chẳng may gặp phải bọn ma quái lợi hại thì bọn chúng sẽ phải đau đầu lâm động nói đương nhiên để chắc chắn thì phải nhanh chóng trở về đội ngũ lâm động cười rồi vẫy tay với lăng thanh trúc cùng đi nhé lăng thanh trúc khẽ lắc đầu nhìn về hướng khác trong dị ma vực người đi trước đi ta còn việc phải làm hướng đó là nơi ma quái nhiều nhất dị ma vực nàng đi làm gì Lâm Động cho mày, hỏi. Theo thông tin ta đọc được trong cổ tịch, ở sâu trong dị ma vực có thái thanh tiên trì, đó là thứ do một vị cường giả thời viễn cổ để lại. Lăng thanh trúc lưỡng lự một chút rồi mới khẽ nói. Ta tu luyện cửu thiên tiên quyết của cửu thiên thái thanh cung, thứ vũ kỹ này quá lợi hại, trước đây tu luyện từng xảy ra sai sót, đã tổn thương đến kinh mạch, phủ tạng, vì thế ta cần thái thanh tiên trì để trị thương và trừ bỏ di chứng của cửu thiên tiên quyết. Lâm Động khẽ khựng người, hiển nhiên hắn không ngờ Lăng Thanh Trúc hiện tại đã bị nội thương. Tại sao không dẫn theo đệ tử cửu thiên thái thanh cung cùng đi, ở đó e là không mấy an toàn. Lâm Động cao mày. Chính vì thế đem theo bọn họ cũng vô ích, ngược lại còn có thể bị thương vong không cần thiết. Lăng Thanh Trúc nói, rồi không nói gì thêm, dưới chân xuất hiện đoá thanh liên. Chúng ta chia tay ở đây nhé, gặp lại ở nơi truyền tống, bảo trọng. Rất lời, Lăng Thanh Trúc không trần trừ nữa, biến thành một luồng thanh quang bay đi, thế nhưng chỉ một lát sau nàng bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt kinh ngạc quay đầu lại thì thấy gã thanh niên kia đang bay theo sát mình, trên gương mặt là nụ cười tươi giói. Để một nữ tử một mình vào nơi nguy hiểm thì thật không chút phong độ, vì thế cùng đi đi, tiện thể cũng cho ta cơ hội trả ơn. Sâu trong dị ma vực, màn đen hắc ám bao phủ toàn bộ thiên địa, thỉnh thoảng có ánh hoàng hôn chiếu xuống, nhưng rồi lập tức bị màn đen nuốt chửng lấy ở phía xa thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú vang vọng không ngừng. Vèo. Hai thân ảnh bay tới nhanh như chớp, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Hai thân ảnh này chính là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, ba ngày trước cùng xuất phát từ phần thiên cổ tàng đến đây, mục tiêu lần này của bọn họ chính là Thái Thanh Tiên Trì ở sâu trong dị ma vực. Cùng đó Lăng Thanh Trúc hiển nhiên rất ngạc nhiên vì Lâm Động lại chủ động đi theo mình, ban đầu nàng muốn cự tuyệt, với tính cách của mình, nàng không muốn nợ ân tình của ai đặc biệt là người đó lại là lâm động nhưng cuối cùng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt gã thanh niên ấy không biết vì sao nàng lại không thốt được ra lời cự tuyệt tính cách nàng bình thường vốn lạnh lùng cao ngạo khi nói chuyện với người khác luôn luôn lạnh nhạt khó gần nhưng rõ ràng sự lạnh nhạt đó lại không có cách nào thể hiện ra khi đứng trước mặt lâm động tuy rất nhỏ thôi nhưng đúng là có sự khác biệt mà nguyên nhân của sự khác biệt nhỏ này rõ ràng là mối quan hệ phức tạp không nói rõ ràng được giữa hai người bọn họ Chúng ta đã ở sâu trong dị ma vực rồi, ma quái ở đây đều vô cùng lợi hại, ngoài ra vẫn phải cẩn thận những kẻ khác. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa, rồi quay sang Lâm Động nói: "Những kẻ khác?" Lâm Động khựng người, ngạc nhiên hỏi: "Đệ tử của tông phái khác cũng đến đây sao?" "Không phải đệ tử tông phái." Lăng Thanh Trúc lắc đầu, trong dị ma vực cũng có không ít người tiến vào tìm bảo vật, thực lực bọn chúng đều không phải là tầm thường, trong đông huyền vực cũng có thể coi là cường giả. Thực lực của những người này cho dù có đạt đến sinh huyền cảnh cũng không có gì lạ. Trong mắt bọn họ chỉ có bảo bối, chỉ cần có lợi ích thì bọn họ cũng không chút do dự mà ra tay với đệ tử các tông phái siêu cấp. Sinh huyền cảnh Đồng từ lâm động co lại, xem ra sâu trong dị ma vực đúng là những người ngoài kia không thể so sánh được dù ở các tông phái siêu cấp thì những người ở tầng thứ sinh huyền cảnh cũng có địa vị không nhỏ. Ở dị ma vực, tuy thực lực càng mạnh thì càng chịu sự bài xích lớn hơn, nhưng mà chỉ cần là cường giả sinh huyền cảnh thì sự bài xích sẽ không quá lớn. Nhưng từ trước đến giờ, chúng ta và bọn họ nước sông không phạm nước giếng, cuộc thi đấu tông phái của chúng ta, bọn họ cũng sẽ không can thiệp, nhưng ở đây đã nằm ngoài phạm vi đó. Vì thế chúng ta phải cẩn thận một chút. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Lâm Động gật đầu, những người vào được đây đều không phải kẻ tầm thường, nếu thật sự động thủ thì đúng là rất khó đối phó. Còn nửa ngày nữa là chúng ta sẽ đến Thái Thanh Tiên Trì, nơi đó khá ẩn mật, chắc sẽ không dễ bị phát hiện. Ngoài ra, Thái Thanh Tiên Trì cứ cách một tháng mới xuất hiện một lần, ta đã tính qua, có lẽ đúng hôm nay sẽ đến lúc xuất hiện, vì thế chúng ta cũng phải tăng tốc tránh bị kẻ khác đến trước. Lâm Động lại gật đầu, định lên tiếng thì ánh mắt nhau lại nhìn về phía xa ở đó có một luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa. Đó là... Lâm Động nhìn kỹ lại, thì ra luồng năng lượng đó phát ra từ một đầu ma quái khổng lồ. Lúc này, lơ lửng trước mặt đó là một quang ảnh. Vô số công kích mạnh mẽ bắn ra như vũ bão về phía đầu ma quái khiến nó không thể động đậy được gì. Thực lực mạnh thật. Lâm Động nhìn cảnh đó, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đầu ma quái đó cũng có thực lực cửu nguyên niết bàn, nhưng người kia lại hoàn toàn áp chế được nó từ đó có thể thấy người đó ít nhất phải là cửu nguyên niết bàn đỉnh phong. Đó cũng là người đi tìm bảo vật, chúng ta đi thôi, ở nơi này rất kỵ nói chuyện với bọn họ. Lăng Thanh Trúc liếc mắt nhìn rồi nói. Lâm Động gật đầu, rồi hai người tăng tốc bay vòng qua chiến trường đó. Quỳnh. Thế nhưng đúng vào lúc đó, đầu ma quái kia cũng ngã ra, một gã trung niên nam tử đã giết nó, rồi hắn cũng nhìn thấy hai người Lâm Động, trong mắt đầy vẻ cảnh giác người đó lấy ra một vật từ trong người đầu ma quái cất đi rồi nhanh chóng bỏ đi. Tính cảnh giác cao thật. Lâm Động nhìn thấy thế, bên ngoài thì khẽ cười nhưng trong lòng có chút nặng nề, người vừa rồi toàn thân tỏa ra một thứ khí hung sát nồng nặc. Rõ ràng là nhân vật đã trải qua vô số cuộc chiến đẫm máu, người như vậy mới là khó đối phó. Nếu những người tìm bảo vật trong dị ma vực đều như vậy, một khi xung đột thì thật đau đầu. Hai người nhìn nhau, đều nhận ra sự nặng nề trong mắt đối phương, rồi cùng tăng tốc bay đi. Tuy chỉ còn cách mục tiêu nửa ngày đường, nhưng do trên đường gặp không ít ma quái, vì thế khi hai người lâm động đến nơi thì đã quá nửa ngày sau. Ở đây rồi. Lăng Thanh Trúc chỉ về vùng sơn mạch xuất hiện trong màn đêm phía trước, giọng nói trước nay luôn lạnh lùng cùng khẽ thở vào một tiếng. Lâm Động nhìn về phía trước, vùng sơn mạch ấy như ẩn như hiện trong màn đêm, nhìn từ xa giống như một con hung thú thời viễn cổ đang nằm cuộn mình trong bóng đêm, thấp thoáng còn vọng ra những tiếng ma thú gầm rú. Đi thôi. Lâm Động cười khẽ. Cố gắng thu khí tức lại, ở đây có không ít ma quái, nếu bị bao vây thì chúng ta chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhắc nhở. Ông. Ừ. Thấy Lâm Động đồng ý như vậy, Lăng Thanh Trúc mới khẽ thở ra một hơi, đoàn thanh niên dưới chân biến mất, nguyên lực quanh người cũng thu lại, rồi hai người lặng lẽ bay vào vùng sân mạch rộng lớn. Soạt. Vì lo kinh động đến lũ ma quái trong sân mạch, tốc độ của hai người chậm hơn hẳn, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc thỉnh thoảng lại vọng ra. Lâm Động ở sau lưng lăng thanh trúc nửa bước, tinh thần lực được động dụng triệt để, cảm nhận những động tĩnh nhỏ nhất từ xung quanh. Cẩn thận một chút. Tinh thần lực bóng khẽ rung động, Lâm Động nhau mắt, đột nhiên giữ tay lăng thanh trúc lại mắt nhìn về phía trước, ở đó là một con hắc bào có cánh, toàn thân đen tuyền đang nằm ngủ, nhìn từ xa tựa như một tảng hắc thạch. Những đầu ma quái này dựa vào ma khí lan tỏa trong dị ma vực có thể ẩn thân vô cùng hoàn hảo, vừa rồi lúc mới đến, Lăng Thanh Trúc cũng không phát giác ra. Ông! Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, đôi mắt sáng trong nhìn lâm động trong môi trường ảm đạm, lâm động thấy vậy khẽ cười, thả tay ra rồi dường như lầm bầm một mình. Cảm giác bàn tay rất mịn a. À. Tùy giọng của Lâm Động rất nhỏ, nhưng Lăng Thanh Trúc cũng đã nghe thấy, ánh mắt hiện lên sự ngượng ngùng và giận dữ, nàng ta khẽ hít vào một hơi, lồng ngực phập phồng, rồi cũng không để ý tới Lâm Động nữa, bay vòng qua con hắc báo. Trong bóng tối nhưng Lâm Động vẫn có thể nhìn ra được dáng người yếu điệu đó, bất giác cười khổ, bình thường thì còn được. Nhưng sao mỗi lần thấy gương mặt lạnh lùng đó của Lăng Thanh Trúc là hắn lại không kìm được mà muốn nói gì đó phá vỡ nó đi. Lâm Động nhanh chóng theo sau Lăng Thanh Trúc, hai người thận trọng bay xuyên qua dãy sân mạch, hơn nữa tuyến đường đi cũng khá quỷ dị, cứ thế khoảng nửa giờ sau, vùng không gian tối tăm bỗng sáng bừng lên, một tòa sơn cốc đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người, lâm động có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh rồi rào bên trong sơn cốc đó. Hai thân ảnh nhanh như chớp bay lên vách núi trên sân cốc, nhìn vào trong thì thấy một mặt hồ lấp lánh ánh sáng bảy màu chiếu sáng cả sân cốc. Đó chính là Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc nhìn mặt hồ sáng loà, gương mặt cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm đầy quyến rũ. Trên sân cốc, Lâm Động nhìn vào trong rồi dừng lại ở mặt hồ bảy màu, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không thể ngờ trong dị ma vực bị ma khí xâm thực lại có năng lượng thuần túy thế này. Nghe nói Thái Thanh Tiên Trì là nơi một vị cường giả viễn cổ tọa hóa, xương cốt của ngài xâm nhập vào đại địa, cách biệt hoàn toàn sự xâm thực của ma khí, đồng thời hình thành nên Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Ở đây có ma quái trấn thủ, thực lực cũng rất mạnh. Lâm Động nhìn về phía trước của Thái Thanh Tiên Trì, ở đó, trên mặt đất là một đầu quái xà đen xì khổng lồ đang cuộn tròn, nó có ba đầu, răng nhọn ánh lên hàn quang, được rãi chảy xuống khiến mặt đất tan chảy. Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo từ người đầu quái xà đó truyền ra, theo như hắn dự đoán, thực lực của nó không hề thua kém lôi thiên, chỉ còn một bước nữa là lên đến sinh huyền cảnh thứ này vô cùng khó đối phó nhưng cũng may ma quái không có linh trí bọn chúng chỉ biết công kích theo bản năng mà thôi dụ nó đi là được lâm động trầm ngâm nói Ông! lăng thanh trúc gật đầu nàng cũng biết dây dưa với loại ma quái không biết sợ chết này vô cùng phiền phức không giải quyết triệt để thì sẽ không thôi lâm động vung tay lên mà thì xuất hiện định dùng nó để dụ quái xa đi thì lông mày bỗng trao lại ánh mắt nhìn về phía sau sao vậy Lăng Thanh Trúc nhận ra sắc mặt của Lâm Động, hỏi. Không có gì. Lâm Động lưỡng lự một chút rồi lắc đầu, tâm thần khẽ động, mà thi bay ra, thân thể lơ lửng trên không trung, sau đó tung quyền đánh ra kình phong mạnh mẽ lên người đầu quái xa. Bùm. Âm thanh dữ dội vang lên, đầu quái xà vốn đang ngủ bỗng mở to đôi mắt đỏ ngầu ra, tiếng kêu phẫn nộ vọng ra từ ba cái đầu, rồi hắc quang đem theo sức mạnh ăn mòn đáng sợ bắn thẳng về phía ma thi mà thì nhanh nhẹn tránh được hắc quang, rồi quay người bay ra ngoài sân cốc. Quái xa gầm lên, do bởi vì không có linh trí nên nó không hề suy nghĩ, dựa vào bản năng quậy đuôi biến thành hắc quang đuổi theo ma thi. Âm thanh uỳnh uỳnh vang ra từ trong sân cốc, cuối cùng nó cũng đi xa ra khỏi vùng sân cốc này. Được rồi, Lâm động vỗ tay cười nhạt, rồi gật đầu với lăng thanh trúc, hai người bay vào chỗ thái thanh tiên trì. Lăng Thanh Trúc cúi người xuống, đưa tay xuống mặt hồ cảm nhận nguồn năng lượng đặc biệt trong nó, gương mặt hiện vẻ mừng rỡ. Người có thể canh chừng bên ngoài giúp ta một thời gian không? Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này lấp lánh vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Ồ, được. Lâm Động khựng người, sau đó chợt hiểu, cười khan rồi quay người đi ra. Lăng Thanh Trúc nhìn bóng lưng của Lâm Động rồi thở phào, gỡ tấm mạng xuống, định cởi y phục bước xuống hồ thì một bàn tay bỗng đưa ra ngăn nàng lại. Người! Lăng Thanh Trúc giật mình, vội quay lại thì thấy Lâm Động đã quay người lại, gương mặt nàng nhất thời hiện lên vẻ đầy giận dữ. Chúng ta đã bị theo dõi. Lăng Thanh Trúc chưa kịp nổi giận thì Lâm Động đã nhìn vào vùng tối trong sân cốc, nói. Cái gì? Ngày vậy, lông mày Lăng Thanh Trúc khẽ trao lại, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hai vị, lén lén lút lút lâu như vậy, cũng nên hiện thân rồi. Lâm Động trầm giọng nói. Trước đó hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì bất ổn, nhưng cảm giác đó quả thật rất nhỏ, thậm chí hắn cũng tưởng ảo giác. Nhưng đúng lúc Lăng Thanh Trúc định cởi bỏ y phục thì hắn mới chợt cảm nhận được một luồng khí tức ba động nhàn nhạt trong bóng tối. Không muốn tự hiện thân thì ta đành ép các ngươi ra vậy. Lâm Động thấy chỗ tối đó vẫn yên tĩnh như cũ, hàn quang lóe lên trong mắt, lòng bàn tay công lại, thành quang ngưng tụ thành những tấm vảy sắc bén bắn ra. Kèn kèn. Những chiếc vẩy đó bắn vào trong bóng tối, lập tức có những âm thanh giòn tan vang lên, tia lửa bắn tung tóe, rồi hai thân ảnh bắn ra trước mắt Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Hắc hắc, tiểu tử này cũng nhạy bén thật. Hai kẻ đó dừng ở phía trên cửa vào sân cốc nhìn xuống hai người, nở nụ cười kỳ quái. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại nhìn hai kẻ đó, bọn chúng đều mặc hắc bào, vẻ ngoài khá giống nhau, dường như là huỳnh đệ dáng vẻ hai kẻ này cũng tạm ổn chỉ là đôi mắt hẹp dài không ngừng quét quanh người lăng thanh trúc nụ cười trên mặt khiến bọn chúng trở nên cực kỳ dâm đắng nữ nhân xinh đẹp thật hai huynh đệ ta từng gặp không ít nữ nhân nhưng đây mới là cực phẩm một tên mặc hắc bảo ánh mắt thèm thuồng dừng lại trên gương mặt đầy hàn khí của lăng thanh trúc cười hắc hắc nói vốn chỉ cảm nhận được năng lượng ba động ở đây không ngờ lại có được thu hoạch này tên kia cũng cất tiếng cười kỳ quái Ánh mắt lâm động tôi sầm lại nhìn hai kẻ đáng ghét kia, từ năng lượng tỏa ra trên người bọn chúng. Lâm động biết bọn chúng đều thuộc hàng cường giả sinh huyền cảnh, thực lực không hề thua kém bọn lôi thiên. Nhưng điều này cũng không khiến hắn thấy dày chừng, vì thế ánh mắt hắn lạnh tay nhìn bọn chúng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Không muốn chết thì cút đi. Hai kẻ kia nhau mắt, ánh mắt tối lại nhìn lâm động rồi cười một tên tiểu tử bát nguyên niết bàn cũng dám nói vậy trước mặt bọn ta thật đúng là không biết trời cao đất dày mỹ nhân chút bản lĩnh đó của hắn không bảo vệ được nàng đâu chi bằng theo hai huynh đệ ta rồi thái thanh tiên trì tùy nàng dùng hắc hắc ngày hai kẻ đó đùa cợt gương mặt lăng thanh trúc cũng bị bao phủ bởi lớp băng lạnh thế nhưng như vậy lại càng khiến hai kẻ kia thêm ngứa ngáy nàng trị thương trước đi thời gian thái thanh tiên trì xuất hiện có hạn hai tên này cứ để ta Lâm Động quay sang nói với Lăng Thanh Trúc, nụ cười trên mặt mang đầy sát khí. Thứ sát khí đó vô cùng đậm đặc, Lâm Động không biết tại sao lại không kìm được thứ sát khí đó, nhưng hiện giờ lý trí bảo hắn rằng hắn không muốn thả cho hai tên kia đi. Hai kẻ này có lẽ là huynh đệ dương thị nổi tiếng có hung danh trong dị ma vực, bên trái là lão đại dương chiến, bên phải là lão nhị dương uy, bọn chúng đều là cường giả sinh huyền cảnh. Hơn nữa nghe nói thủ đoạn của bọn chúng hung tàn, bản tính háo sắc, từng bị các tông phái siêu cấp truy nã. Nhưng bọn chúng lẩn trốn vào trong dị ma vực, ngay cả các tông phái siêu cấp cũng không không thể làm gì được, chúng ta cùng đối phó đi. Lăng Thanh Trúc do dự, hai kẻ trước mặt thực lực đều không thua kém lôi thiên, nếu chỉ mình lâm động thì có lẽ rất vất vả. Chúng ta không có một tháng ở đây nữa đâu. Lâm động cười, nếu bỏ qua lần này, Thái Thanh tiên trì một tháng nữa mới xuất hiện, vì cuộc thi, rõ ràng bọn họ không thể ở lại đây được. Vậy ngươi cẩn thận ta sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, hơi trần trừ rồi cắn môi, gật đầu với lâm động, sau đó bay vào sâu bên trong, một tầm váy áo màu trắng hiện ra bao bọc lấy thân thể của nàng. Thấy Lăng Thanh Trúc đã vào thái thanh tiên trì, nụ cười trên gương mặt lâm động dần thu lại, đôi mắt lạnh lùng quay sang khóa chặt hai cái kia. Hắc hắc, mỹ nhân đừng vội, lát nữa hai huynh đệ ta sẽ phục vụ nàng hai huynh đệ dương thị nhìn thái thanh tiên trì gận sóng ánh mắt đầy dục hỏa non bỏng không cần đâu hai ngươi xuống dưới đất mà làm bạn với nhau đi lâm động từ từ bay lên sau đó hắn cười hung hăng khóe miệng nhích lên bàn tay nắm lại một chiếc đỉnh lô đỏ rực cỡ bàn tay hiện ra hai kẻ trước mặt rõ ràng đã triệt để kích thích sát ý trong lòng lâm động hắc hắc thời buổi này bọn tiểu tử càng ngày càng ngông cuồng tiểu tử ta không cần biết ngươi có lai lịch thế nào nhưng đã đến đây rồi bất luận ngươi là cái quái gì thì đều phải bỏ mạng lại đây, cũng chẳng ai biết được ai làm đâu. Lão đại dương chiến nhìn lâm động, cười khẩy. Tiểu tử, nếu biết điều thì nhanh chóng cút đi, chẳng may khiến dương nhị ra ta đây nổi giận thì ngươi có chết cũng khó coi lắm đấy. Dương uy cười gằn một tiếng. Lâm động nhìn hai kẻ kia với ánh mắt lạnh lùng, cũng không nhiều lời, trước đỉnh lô đỏ rực bỗng phát ra những tia sáng đỏ rực mạnh mẽ, rồi phình to ra, biến thành cái đỉnh khổng lồ. Đây chính là phần thiên đỉnh mà Lâm Động có được từ phần thiên lão nhân, nó là một món linh bảo thuần nguyên thực thụ, uy lực của nó, Lâm Động từng được chứng kiến tận mắt. Ngay đến sinh vật trong hắc khí thần bí kia cũng bị nó hoàn toàn trấn áp, đương nhiên Lâm Động không thể được như phần thiên lão nhân, phát huy được uy năng đáng sợ của phần thiên đỉnh, vì thế thể tích của đỉnh lô vẫn kém xa hôm đó. Nhưng dù vậy, khi chiếc đỉnh phình to ra vẫn tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng kinh người, trước mắt nhiệt độ của không gian cũng tăng lên không ít xoẹt. Lâm động vung tay, nguyên lực rồi rào chảy vào phần thiên đỉnh, rồi dường như có ngọn lửa rực cháy, tỏa ra luồng năng lượng nóng bỏng. Khi phần thiên lão nhân giao cho lâm động phần thiên đỉnh đã trừ đi ấn ký trên nó, vì thế lâm động điều khiến nó khá dễ dàng. Tuy hiện giờ chưa đạt được mức thành thục như phần thiên lão nhân, nhưng thi triển cũng không chút gượng gạo. Huỳnh đệ dương thì thấy luồng năng lượng do phần thiên đỉnh tỏa ra thì cũng giật mình, rồi ánh mắt bọn chúng xuất hiện vẻ thèm thuồng không ngờ lại là linh bảo thuần nguyên. Bọn Dương Chiến liếm môi, ánh mắt còn cháy rực hơn so với khi nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, bọn chúng thường xuyên ở trong dị ma vực, đương nhiên nhãn lực cũng bất phàm, vì thế vừa nhìn là biết phần thiên đỉnh của Lâm Động không phải là bảo vật tầm thường. Đúng là tiểu tử may mắn, không ngờ lại có trọng bảo như vậy, chẳng trách lại nghi ngang phách lối như thế, nhưng nếu ngươi đã để lộ ra bảo vật thì hôm nay đừng hòng đi khỏi đây. Dương Chiến nhích mép, lạnh lùng nói. Dương Uy ở bên cạnh cũng nở nụ cười kỳ quái, nguyên lực hùng hồn dị thường từ từ tỏa ra, ánh mắt nhìn Lâm Động không hề có chút thiện trí. Muốn cướp thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Hiển nhiên là Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt tham lam của bọn chúng, hắn cười nhạt, chỉ là ánh mắt càng thêm âm u lạnh lẽo. Tiểu tử, đợi lát nữa là ngươi không cứng miệng được đâu. Dương Chiến cười khẩy, nhìn Dương Uy rồi cả hai gần như đồng thời biến hành hắc ảnh bay ra, tung quyền tạo thành hai đạo kình phong hung hãn ập về phía Lâm Động. Hai người bọn Dương Chiến ra tay rõ ràng không hề có ý thăm dò trước, bọn chúng cũng không hề coi thường thực lực bát nguyên nhất bàn của Lâm Động, vẫn là hai người liên thủ công kích. Bao năm nay lăn lộn trong dị ma vực, bọn chúng cũng đã thấy quá nhiều kinh nghiệm vì coi thường đối thủ mà lật thuyền trong rãnh mương rồi. Đối thủ như vậy mới là khó nhằn nhất. Lâm Động thấy vậy, trong lòng có chút ngưng trọng, hai tên này tuy đáng ghét nhưng tâm thái ứng chiến khiến hắn không thể không cẩn thận. Quỳnh Đôi long rực giang rộng sau lưng Lâm Động, sau đó nhất thời đập mạnh, thân hình bay nhanh về phía sau, thủ ấn biến hóa. Trong phần thiên đỉnh bắn ra một cột lửa đỏ rực đánh tan quyền phong của hai kẻ kia. Công kích mạnh thật. Hai người bọn dương chiến thấy lâm động dùng thực lực bát nguyên niết bàn thúc động phần thiên đỉnh, lại có thể chặn được công kích của mình thì ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng rồi sự tham lam lập tức thay thế động thủ sau một tiếng hô lớn bọn dương chiến cùng lao tới chớp mắt một cái đã xuất hiện ở hai bên trái phải lâm động ánh mắt hung hăng giơ tay tung trường đoạn hồn trường Nguyên lực âm hàn ngưng tụ nơi bàn tay bọn chúng rồi đem theo vô số đạo tàn ảnh cùng kính phong mạnh mẽ ấp tới lâm động thành quang từ cơ thể lâm động bùng phát lòng lân nhanh chóng xuất hiện hai tay hai chân hắn cũng phỉnh to lòng trường nắm lại nguyên lực được phóng thích toàn bộ. Rồng Long quyền thanh sắc mạnh mẽ mà lạnh lùng đấm thẳng vào trường phong của bọn dương chiến. Vào khoảnh khắc va chạm, kinh phong cuồng bạo bùng nổ, lâm động lùi sau đến mười mấy bước, thanh quang lấp lánh chống lại kinh khí đang xâm thực cơ thể. Sảng khoái Chặn được một trường của bọn dương chiến, lâm động ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau khi lên bát nguyên niết bàn, thực lực bản thân hắn cũng ngày một mạnh, có thêm nhục thể cường hãn nhờ thanh thiên hóa long quyết hắn đã có thể giao đầu với cường giả bán bộ sinh huyền cảnh rồi. Tên tiểu tử này thật cường hãn. Lần này sắc mặt bọn dương chiến khẽ biến đổi, hiển nhiên bọn chúng cũng đã nhận ra sự lợi hại của lâm động. Đừng dây dưa với hắn nữa, nhanh chóng giải quyết đi. Bọn dương chiến nhìn nhau, ánh mắt cùng lóe lên Hàn ý, động thủ trong dị ma vực trước nay luôn coi trọng tốc chiến tốc thắng, nếu không trận đại chiến sẽ dụ đến một vài loài ma quái lợi hại, như thế thì phiền phức lớn nguyện lực màu xám gần như đồng thời bùng phát từ cả hai người bọn chúng, sau đó chợt biến thành một cái bóng khổng lồ phía sau, phóng ra những luồng năng lượng kinh người. Hắc hắc, tiểu tử, hai huynh đệ ta năm đó cũng vào cổ tàng, có được một số môn vũ kỳ viễn cổ, người có phúc khí được hưởng thụ, có chết cũng không oan uổng. Cái bóng màu xám ngưng tụ phía sau hai người tỏa ra năng lượng vô cùng hùng hồn. Đây là đồng từ lâm động co rút lại. Lúc này hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau rát từ bề mặt cơ thể, rõ ràng là vũ kỹ mà bọn dương chiến thi triển không phải thứ tầm thường. Không ngờ hai tên này lại có vũ kỹ cường hãn như vậy, không biết bọn chúng lấy từ đâu ra. Ánh mắt lâm động lấp lánh, suy nghĩ trong đầu cũng chuyển động không ngừng. Cuối cùng cái bóng xám kia tụ lại thành hình phía sau bọn dương chiến, sau đó bọn chúng quát lên. Võ đế biển, pha sát quyền. Dứt lời, từ trong cái bóng xám thò ra một nắm đấm cổ xưa, trên đó là vô số những hoa văn cổ lão tỏa ra một luồng năng lượng kỳ dị. Quyền phong xé rách không gian, phong tỏa mọi đường lui của Lâm Động, thành thế vô cùng kinh người. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn nắm đấm cổ xưa đang lao tới, thanh quang cũng trào dâng biến thành hình một đầu thanh long khổng lồ, chiếc đuôi rồng quật mạnh lên cú đấm kia. Rồng nguyên lực cuồng bạo bùng nổ điên cuồng, lâm động lùi nhanh về sau, cơ thể đập lên vách núi tạo ra vô số khe nứt. Khá khó khăn giữ vững cơ thể, lâm động ngẩng đầu lên nhìn bọn dương chiến với ánh mắt rực cháy, nhếch mép cười lớn. Được, võ đế biển này, ta sẽ nhận giúp các ngươi. Giật lời, thủ ấn của lâm động thay đổi, trước phần thiên đỉnh bỗng nhiên xoay tròn, sau đó một đạo quang trận đỏ rực bắn ra bao trùm lấy bọn dương chiến, đồng thời, một luồng năng lượng khủng khiếp lan tỏa ra từ quang trận cảm nhận được luồng sức mạnh ấy sắc mặt bọn dương chiến lập tức hiện lên vẻ kinh hãi trận pháp này chính là phần thiên trận trong phần thiên đỉnh